Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, gạo và muối là hai vật phẩm không thể thiếu trên cái ban thờ cúng của người Việt ta từ xưa đến nay. Thực tế vẫn còn nhiều người mắc phải sai lầm khi mà xử lý gạo muối sau khi cúng. Điều này có thể làm mất đi cái tài lộc, hao hụt cái vận may của bản thân và cả gia đình. Vì vậy, gạo muối cúng xong thì phải làm gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết được cách xử lý gạo muối sau khi cúng thế nào để thu hút được cái tài lộc, thu hút được cái vận may cho mình và gia đình. 1. Vì sao người Việt có phong tục thờ cúng gạo muối? Thưa quý vị, với mỗi người dân Việt Nam thì cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức với những cái giá trị sâu sắc về mặt đạo đức và cái lối sống của chúng ta. Điều đó càng được thể hiện rõ ràng qua cái phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên và cha mẹ nhằm tỏ cái lòng biết ơn và hiếu kính với những cái thế hệ đi trước. Mỗi cái món đồ thờ cúng đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng, một trong những thứ không thể thiếu trên cái mâm cúng trong cái dịp lễ Tết rằm mùng 1 hay là các lễ Tết, các dịp cúng khai trương, động thổ vân vân. Thì đó chính là gì? Gạo và muối. Phong tục thờ cúng gạo muối đã được người Việt Nam duy trì từ ngàn đời xưa tới nay. Vậy thì tại sao người Việt Nam lại có phong tục thờ cúng gạo muối? Thưa quý vị, cái nguyên nhân chủ yếu được giải thích là do gì? Đây là hai loại thực phẩm không thể thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày của người Việt. Hay nói cách khác, gạo và muối có ý nghĩa sống còn đối với cái sự sinh tồn của con người. Nó có công năng là tăng cường dinh dưỡng cho con người và mang lại cái ý nghĩa phong thủy đầy may mắn. Nếu như gạo là cái nguồn lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của con người, thì trong dân gian Việt Nam, hạt gạo trắng ngần như ngọc, như hạt vàng, thì trước ngày Tết, nhà nào cũng đều đổ đầy cái lu gạo với mong muốn là có một năm no đủ, đầy đủ, sung túc. Thì muối lại là một cái tài nguyên vô hạn mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Muối là cái tinh khiết, là cái tinh hoa chất lọc từ biển khơi giạt rào. Nhất là với cái nền văn minh đuối nước, gốc rễ của nước ta là gạo và muối, thì hai loại thực phẩm này đóng vai trò cực kỳ là thiết yếu. Thưa quý vị, thì cũng có một vài cái quan niệm khác cho rằng muối và gạo là biểu tượng cho ba thứ: may mắn, tài lộc và sức khỏe. Khi mà cúng hai vật này thì cũng là cầu mong sức khỏe và may mắn đến với cho mọi người. Vì thế, cái phong tục cúng gạo muối đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác và trở thành một trong những cái phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Thứ hai là ý nghĩa của gạo muối trên bàn thờ. Thưa quý vị, trong văn hóa tâm linh của người Việt thì chết không phải là hết. Những người đã khuất thì vẫn còn một cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia bằng cái hình thức nào đó mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với cái người đã khuất ở nơi suối vàng, con cháu sẽ dâng cúng lên cái lễ vật đầy đủ như là tiền vàng, muối, gạo và nước sạch. Hũ gạo muối trên ban thờ cũng có ý nghĩa như sau. Một là cúng chúng sinh, vong linh. Quan niệm của người Việt cho rằng con người có thể ăn những cái món ăn thơm ngon, còn đối với vong linh thì họ không như vậy. Thế giới ngã quỷ thì họ chỉ hưởng nhang hoặc là gì, ăn bằng tâm hưởng, chứ họ không ăn được như chúng ta. Vì vậy, cái việc cúng gạo muối cho chúng sinh, cho vong linh ấy, là vì hai thứ đó là cái căn bản của sự sống của chúng ta, để cầu mong cho chúng sinh và vong linh được no đủ. Do đó, trong cái lễ cúng thí thực, các Phật tử thường bày gạo muối trên cái mâm cúng chúng sinh ấy, để các vong linh được no đủ, không quấy phá con người nữa. Thứ hai là cúng gạo muối để tỏ lòng biết ơn. Thưa quý vị, nếu như cúng gạo muối để cầu mong cho vong linh được no đủ, thì đối với các bậc thần thánh hay là các bậc tiền nhân, thì cái việc làm này là để thể hiện cái sự biết ơn đối với công lao và cái sự phù hộ của họ. Thì ngoài hai cái ý nghĩa trên, thì cái việc cúng gạo muối còn là cái cách để thể hiện cái lòng biết ơn đối với những người đi trước đã khai sinh ra cái nền văn minh uống nước, giúp chúng ta có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc và đầy sung túc như ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái nghi thức giải gạo muối trong lễ cúng thì có hai cách hiểu. Có người cho rằng là để chia cho cô hồn dã quỷ, cũng có ý kiến khác cho rằng đó là cái động tác gieo mùa của nền văn minh lúa nước. Thứ hai là gì? Để cúng để xua đuổi tà ma và chướng khí. Thưa quý vị, gạo và muối còn có thể giúp xua đuổi tà ma và âm khí, mang đến những cái điểm may mắn. Quan niệm của dân gian cho rằng gạo và muối là có thể chống lại những cái chướng khí và những cái linh hồn xấu. Việc cúng cơ hạo vào muối là để bố thí cho những cái vong linh này, giúp họ đừng quấy phá gia đình nhà chúng ta nữa. Thứ ba là cúng gạo muối xong thì để làm gì? Thưa quý vị, với những cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng đã nêu ở trên ấy, thì có thể khẳng định rằng cái việc cúng gạo muối là hai món bắt buộc phải có trong cái nghi lễ thờ cúng. Cũng bởi thế, nhiều người có chung cái thắc mắc không biết là gạo muối sau khi cúng thì được xử lý ra sao? Liệu chúng có được lưu giữ hay là cất giữ ở một cái vị trí phong thủy nào đó trong nhà, hay là gì mang đủ đi? Gạo và muối, hai thứ này sau khi cúng xong ấy thì thường được xử lý theo cái quy tắc cẩn thận, chứ không thể vứt lung tung hay là bừa bãi được, tránh những việc rước những cái điều nguy hiểm vào bản thân cũng như là cho gia đình. Cách làm quen thuộc thường thấy là đem giải đi. Sau khi cúng xong thì người thực hiện cái nghi lễ cần phải giải gạo và muối ra xung quanh, nhất là gạo và muối để cúng chúng sinh ấy, thì người giải đồng thời vừa giải vừa niệm Phật để mong các vong hồn sớm được siêu thoát. Việc làm như vậy với mục đích thứ nhất là bố thí cho những vong linh vất vưởng không ai thờ cúng, thứ hai là để xua đuổi những cái thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà mình hoặc là những nơi mình buôn bán làm ăn. Cũng có gia chủ sẽ giữ lại gạo muối trong nhà để một góc nào đó, đến khi gạo muối hỏng rồi thì mới mang bỏ đi, bởi người xưa quan niệm rằng gạo muối sau khi cúng thần thánh sẽ có được cái sự may mắn, tài lộc mà thần thánh ban cho vào trong đó, thì chúng ta nên giữ lại. Trong trường hợp này chỉ áp dụng cho gạo muối cúng gia tiên hoặc là cúng những người trong dòng tộc nhà mình hoặc trong nghi lễ trong nhà mà thôi. 4. Là nguyên tắc giải gạo muối đúng chuẩn phong thủy. Giải gạo trước hay là giải cái muối trước? Khi đem rắc gạo vào muối sau cái lễ cúng ấy, thì nên giải gạo trước hay là giải muối trước là cái điều mà rất nhiều người thắc mắc. Cách giải gạo vào muối có thể có sự khác nhau tùy theo từng phong tục của từng vùng, từng miền, từng địa phương. Ở một số vùng ấy, thì gạo và muối sẽ được trộn lẫn với nhau trước khi giải. Cũng có nơi là sẽ giải gạo và muối riêng. Thứ tự giải cũng sẽ khác nhau tùy theo quan niệm của từng nơi. Do đó, gia chủ có thể giải gạo trước hay là muối trước cũng đều được, không có vấn đề gì cả. Miễn là gì? Các bạn phải tâm niệm và có thành ý. Còn theo Phật giáo thì chúng ta không nên trộn lẫn gạo và muối, vì khi chúng ta trộn lẫn với nhau ấy, thì chúng sinh sẽ nhặt lại để ăn, và đồ ăn trộn lẫn thì rất khó nuốt. Vì thế nên giải gạo trước một lúc ấy, sau đó thì mới giải muối được sau. Và một câu hỏi nữa là đặt ra là gì? Có nên trộn gạo và muối chung lại với nhau để giải hay không? Một số người sẽ trộn gạo và muối lại với nhau để giải xung quanh. Thế nhưng một số người sẽ giải gạo trước và giải muối riêng, giải xung quanh và phóng ra nhiều hướng khác nhau, đồng thời vừa giải vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đúng không? Cái việc trộn hay là tách riêng ra gạo và muối thì cũng tùy vào cái quan điểm của gia chủ, tùy theo cái tâm linh tín ngưỡng và cái tôn giáo, nên là cũng sẽ khác nhau của mỗi dân tộc, của mỗi vùng miền. Bởi vì cái hành động này có thể được thực hiện thế nào cũng được. Quan trọng không phải là ở cái cách giải, mà quan trọng là ở cái tấm lòng, ở cái sự chân thành muốn giúp đỡ các vong linh được no đủ, được êm ấm. Tiếp theo là mọi người thường hỏi là cái vị trí giải gạo muối ở đâu, đúng không ạ? Thì đối với vị trí giải gạo muối, các bạn nên giải gạo và muối ở trước sân hoặc là trước ban thờ cúng, nếu mà đó ở ngoài trời. Trong lúc giải gạo muối thì cũng đừng quên niệm Phật. Như vậy sẽ đảm bảo các vong linh sẽ nhận được muối gạo rồi sẽ rời đi và không gây phiền nhiễu cho gia chủ, giúp gia chủ đạt được những điều may mắn, sức khỏe cũng như là cái tài lộc. Thứ năm là cách xử lý gạo muối trong một số cái lễ cúng cụ thể. Với mỗi dịp vào cái lễ cúng cụ thể thì cách xử lý gạo muối khi cúng ấy cũng có những cái nguyên tắc cụ thể như sau. Một là gạo và muối trong cái lễ cúng giỗ. Thưa quý vị, trong cái dịp cúng giỗ tổ tiên, ông bà cha mẹ, thì gạo và muối được đặt trực tiếp trên bàn lễ. Cái mâm cúng được bày đầy đủ vàng mã, trầu cau, hoa quả, đồ chay, phù hợp với đặc trưng của vùng miền. Vì đây là các vật phẩm cúng chủ yếu là cúng cho người thân trong nhà, nên là có thể dùng lại cái gạo và muối sau khi cúng. Nhưng mà cũng có thể là đem giải ra ngoài tùy theo và cái nhu cầu của gia chủ. Cách giải và gạo và muối trong lễ giỗ cũng rất đơn giản. Sau khi tàn nhang thì gia chủ sẽ giải thêm gạo và muối ra sân và tiếp tục sau đó đốt vàng mã. Mục đích là để xua đuổi bất kỳ cái hồn ma nào có ý đến thăm hoặc là gì ở lại cư ngụ cư trú trong nhà, mong họ bằng lòng ra đi và không cản trở cái cuộc sống bình yên của gia chủ. Thứ hai là gạo muối trong cái lễ cúng giao thừa. Thưa quý vị, cúng giao thừa hay là còn gọi là cái lễ trừ tịch ấy, là một trong nghi thức lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, bởi nó mở ra một cái năm mới và báo hiệu kết thúc một cái năm cũ trước đó. Vì vậy, các gia đình sẽ làm lễ cúng giao thừa cầu xin được đất trời phù hộ cho một năm mới được bình an, hạnh phúc. Ngoài ra thì đây cũng là cái lễ rước ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết, nên là thực hiện cái nghi lễ này thì cần phải có sự tôn nghiêm để thể hiện cái lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Cái lễ vật cần thiết không thể thiếu cho cái đêm giao thừa đó là gì? Gạo và muối. Bởi vì nó hỗ trợ xua đuổi cái ác nghiệp và cái linh hồn của năm trước để mở ra cái may mắn và tài lộc cho cái năm mới. Theo nhiều chuyên gia phong thủy thì sau cái lễ cúng giao thừa thì gia chủ nên rắc gạo muối xung quanh nhà để bố thí cho các phong linh. Thứ ba là gạo muối cúng ông Công ông Táo. Mặc dù cái lễ cúng ông Công ông Táo được diễn ra hàng năm, thế nhưng không phải ai cũng nắm được cái cách xử lý gạo muối xong cái dịp lễ này. Vậy thì gạo muối cúng ông Công ông Táo xong thì để làm gì? Thì hiện tại có khá nhiều quan niệm xoay quanh về vấn đề này. Một số người cho rằng gạo và muối sau khi cúng ông Công ông Táo thì nên rắc xung quanh nhà để xua đuổi tà ma, vì sau khi cúng thì hai thứ này sẽ trở nên nguội lạnh, mất hết cái sinh khí, nên tốt nhất đem giải đi để tiêu hủy thì sẽ tốt hơn cho gia chủ. Thì ngoài ra còn một số quan niệm khác cho rằng nên giữ lại một ít gạo để trong nhà, vì nó sẽ giúp mang đến cái may mắn và mang điểm lành cho gia chủ. Và trên thực tế thì những tranh cãi này vẫn chưa đi đến hồi kết. Chính vì thế mỗi người sẽ có những cái quan điểm và có những cái sự lựa chọn cho riêng mình. Chỉ cần thành tâm và tiến hành theo đúng cái tín ngưỡng của địa phương, của khu vực mình đang sống là được. Thứ 4 là gạo muối trong lễ cúng cô hồn tháng 7. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, đúng không ạ? Và theo quan niệm của dân gian ấy, thì tháng cô hồn là cái thời điểm mà cửa địa ngục sẽ mở ra để đưa những vong hồn khốn khổ lên trần gian. Vậy nên trong lễ cúng rằm tháng 7 thì người ta sẽ chuẩn bị các lễ vật thờ cúng đúng đầy đủ, mong là không bị ma quỷ quấy nhiễu, cầu bình an cho gia đình và bản thân. Trong cái lễ cúng cô hồn vào ngày rằm tháng 7 ấy, thì gạo muối là cái thứ không thể thiếu. Mục đích cúng gạo muối là để cho những chúng sinh, cho những cái vong linh nghèo khổ, giúp cho vong linh lang thang được no đủ, đầy đủ trong cái tháng cô hồn. Gạo và muối xong lễ cúng cô hồn cũng sẽ được trộn và đem giải xung quanh theo nhiều hướng khác nhau, và nên đứng từ trong tung ra ngoài, tuyệt đối không được tung ngược vào trong nhà. Lưu ý, cái lễ cúng cô hồn bắt buộc phải làm bên ngoài nhà, cúng ở ngoài nhà ấy, ở ngoài trời ấy, và ở trước cửa nhà hoặc ở vỉa hè, mà tuyệt đối không nên làm lễ cúng cô hồn ở trong nhà. Bởi theo quan niệm của người xưa ấy, làm như thế sẽ rước vong vào nhà và mang đến những cái vận hạn xui xẻo, không được may mắn, không được tốt lành cho gia chủ. Thứ 5 là gạo muối cúng thần tài. Thưa quý vị, theo quan niệm phong thủy thì cái hũ gạo và muối sau khi cúng thần tài thì nên giữ lại trong nhà, đặt ở góc trong của bàn thờ thần tài thổ địa, tới khi nào bị ẩm mốc hỏng thì mới có thể là mang đi bỏ. Điều này sẽ giúp cho gia chủ nghênh đón cái tài lộc, giúp các vị thần tài phù hộ độ trì cho cái công việc kinh doanh buôn bán của gia đình gặp nhiều cái may mắn, nhiều cái tốt lành. Ngoài ra, nếu là gạo muối cúng trong cái ngày vía thần tài thì chúng ta cũng nên xử lý theo cái cách khác, đó chính là được gia chủ đem giải trước nhà. Cái điều này thể hiện được cái ngụ ý muốn xua đuổi những cái tà khí, mang lại cái may mắn và thuận lợi trong công việc kinh doanh cũng như là làm ăn của gia chủ. Thứ 6 là gạo muối dùng trong cái lễ đầy tháng cho trẻ. Thưa quý vị, khi tổ chức cái lễ đầy tháng cho bé thì cha mẹ cần chuẩn bị cái mâm lễ dâng lên 12 bà mụ và đức ông cùng với gia tiên, nhằm thể hiện cái lòng biết ơn với các vị thần linh đã che chở cho đứa bé được sinh ra, cầu mong bé sẽ được chỉ dạy nhiều điều trong những cái năm tháng đầu đời. Đây là cái dịp để gia đình cầu xin cho bé được vía khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, thông minh và nhanh nhẹn. Để dâng lên các vị thần linh trong cái mâm cúng đầy tháng ấy, thì có rất nhiều cái lễ vật khác nhau như là gà, xôi, chè, trái cây, bên cạnh đó là nhang, đèn, vàng thỏi, bộ đồ lễ, bộ hài xanh, hài đỏ, vân vân. Và cũng không thể thiếu được gạo muối trong cái lễ cúng này. Gạo muối dùng trong cái lễ đề tháng của trẻ cũng sẽ được đem ra giải sau khi là kết thúc cái lễ cúng. Sau khi dâng lễ xong, thắp nhang và khấn vái xong, chờ cho nhang tàn thì gia chủ tiến hành rải gạo và muối. Vừa rải, gia chủ vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đấy, mang điểm lành đến, mang điểm giữ đi, Nam Mô Di Đà Phật. Cuối cùng gia chủ đốt vàng mã, giấy cúng và cái bộ hài xanh cũng như là cái bộ hình nhân thay thế ghi rõ ngày tháng năm sinh, sinh niên của bé để giải hạn cho bé, cầu mong cho bé nhận được nhiều điều may và nhiều cái phước lành. Cách giải gạo muối trong lễ cúng đầy tháng cũng tương tự như động tác là giải lúa gieo mùa truyền thống từ xưa đến nay. Các bạn nên giải ngoài khuôn viên của ngôi nhà, không nên giải trong nhà. Nếu nhà mà có cổng thì các bạn nên giải bên ngoài cổng. Bởi cái việc giải gạo muối cúng đầy tháng là để bố thí cho chúng sinh, bố thí cho vong linh vãng lai, đầu đường xó chợ. Nên là việc giải gạo trong nhà sẽ dẫn đến vong linh, chúng sinh đi vào trong nhà chúng ta, sẽ không tốt cho bé và gia chủ. Những vong linh sau khi nhận được muối và gạo bố thí từ cái lễ cúng dâng đầy tháng sẽ kéo đi và không còn ở lại quấy rầy gia đình chúng ta nữa. Thứ bảy là gạo, muối cúng trong lễ khai trương và lễ động thổ. Quý vị thân mến, gạo và muối là hai vật phẩm đại diện cho may mắn, cho sức khỏe và cho tài lộc. Cùng với đó, theo quan niệm của người xưa thì muối có thể xua đuổi tà ma và mang lại những cái điều may mắn, nên là cũng không thể thiếu trong cái lễ khai trương hay là động thổ. Sau khi cúng xong, chúng ta sẽ trộn lẫn gạo và muối và đem rải, rắc ra ngoài đường. Cái điều này mang ý nghĩa là giúp cho việc buôn may bán đắt, phát đạt hay là việc động thổ sẽ được diễn ra một cách suôn sẻ, được thuận buồm xuôi gió. Thứ sáu là chuẩn bị gạo và muối trong các lễ cúng. Thưa quý vị, gạo và muối là hai thứ tượng trưng không thể thiếu trong các lễ cúng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị, gia chủ cũng cần phải lưu ý một số các vấn đề sau. Thứ nhất là hũ đựng gạo đựng muối. Thông thường gạo và muối sẽ được để trong hai chiếc hũ hoặc là hai cái bát. Nhưng tùy theo kích thước và mâm cúng thì có thể lựa chọn hũ to hũ nhỏ hay là bát to bát nhỏ khác nhau. Để mâm cúng được đẹp mắt thì các bạn nên chọn loại hũ nó vừa phải vừa đẹp. Không nên chuẩn bị các loại hũ có kích thước quá to quá lớn, sẽ gây ra sự mất cân đối. Bên cạnh đó, cái hũ đựng muối hoặc gạo thì nên chọn loại hũ bằng sứ, chất lượng tốt, có trang trí hoa văn đẹp, mang cái ý nghĩa may mắn. Đó. Về cái hình dạng của hũ thì nên chọn những hũ có miệng nhỏ và cái bụng nó phình ra, phần giữa phình ra để cầu cho sức khỏe, cầu bình an và thu hút cái tiền tài, thu hút cái vận may cho gia chủ. Bên cạnh đó thì hũ đựng muối và gạo cũng cần phải đặt riêng, chỉ dùng cho cái lễ cúng, tuyệt đối không nên dùng cho các việc sinh hoạt hàng ngày. Đó. Tiếp theo là chất lượng gạo và muối. Quý vị thân mến, gạo và muối phải sạch. Đây chính là cái điều quan trọng và rất nhiều người làm qua loa đại khái trong cái vấn đề này. Cái việc làm nó thể hiện cái tâm của mỗi con người nên là các bạn phải hết sức lưu ý. Gia chủ chuẩn bị gạo và muối phải sạch, tránh các loại có tạp chất. Cũng không được chọn các loại gạo bị ẩm mốc, tuyệt đối không sử dụng lại gạo và muối đã dùng trong các lễ cúng trước. Tuy nói thờ cúng chú trọng ở cái lòng thành, nhưng với một cái phong tục tâm linh, linh thiêng như vậy thì các bạn nên thực hiện một cách chính xác các nghi thức, tránh những điều kiêng kỵ đó để cho lễ cúng được diễn ra thuận lợi, mang đến cái hiệu quả tốt nhất cho gia chủ. Tiếp theo là mọi người quan tâm là tỷ lệ gạo và muối như thế nào là phù hợp. Thưa quý vị, có quan điểm rằng gạo và muối cùng chúng sinh thì cần phải chia theo tỷ lệ 3-1, tức là 3 phần gạo và 1 phần muối. Điều này xuất phát từ cái việc gạo là thức ăn căn bản, là thức ăn chính. Con người hay là chúng sinh đều ăn gạo nhiều hơn ăn muối, hay là muối ở đây đóng vai trò như một cái gia vị để bổ trợ cho cái thức ăn. Nhưng với nhiều người dân thì cái việc cân đo đong đếm theo cái tỷ lệ này là không cần thiết. Chỉ cần ước lượng vừa đủ, sau đó thì cúng và đem rải gạo và muối là được. Có thể thấy cái việc cúng kiếng là một trong những nghi thức tâm linh tôn nghiêm và có nhiều cái quy tắc cần phải tuân theo. Nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, sự chu đáo. Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể biết thêm cho bản thân những cái thông tin bổ ích về gạo, muối sau khi cúng xong dùng để làm gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Thời điểm tuyệt đối cấm kỵ thắp hương, kẻo rước họa vào thân. cả nhà gặp đại hạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, thắp hương vốn là một nét đẹp văn hóa ngàn đời, truyền thống của người Việt ta. Chúng ta thắp hương để bày tỏ tấm lòng thành kính, cùng với sự tưởng nhớ và sự biết ơn với tổ tiên, để cầu mong những cái điều bình an và tốt lành nhất đến với gia đình nhà mình. Vậy nên cái thời điểm thắp hương chính là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cái tính linh thiêng và trang trọng trong việc thờ cúng. Nếu lỡ mà thắp hương vào những giờ đại kỵ thì chẳng khác nào tự chuốc lấy họa vào thân, chiêu dụ tà khí xâm nhập vào cái ngôi nhà của mình. Vậy thì đó là những thời điểm nào mà cần tuyệt đối tránh khi mà thắp hương? Sau đây tôi sẽ bật mí trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo lời căn dặn của ông bà ta từ thời xa xưa thì phần lớn người Việt đều kiêng kỵ cái việc thắp hương vào buổi tối. Vậy tại sao không nên thắp hương vào buổi tối? Có liên quan gì đến yếu tố tâm linh thờ cúng bởi cái hành động này hay không? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu dựa trên hai quan niệm là tâm linh và vấn đề về khoa học. Thứ nhất là xét theo quan niệm về tâm linh. Theo cái thuyết âm dương ấy, thì ban ngày thuộc dương, mặt trời chiếu sáng, còn ban đêm là thuộc âm, mặt trăng nó tỏ rọi. Vì ban đêm là chủ về âm thì đây là cái thời điểm mà các vong linh, các cô hồn vô chủ, không nơi nương tựa sẽ lang thang tìm cái chỗ để bấu víu. Điều mà ban ngày có thái dương soi chiếu chúng sẽ không làm được. Như vậy nếu mà các bạn thắp hương vào buổi tối thì sẽ tạo cái điều kiện cho những cái vong linh lạ xâm nhập vào nhà mình. Khi bạn lên hương vào buổi tối thì ma quỷ sẽ coi đây là một cái tín hiệu để mời gọi chúng. Lúc bấy giờ người trần mắt thịt sẽ không thể nào ngăn cản được cái vong hồn vô chủ ấy quấy nhiễu gia đình nhà mình. Ma quỷ hay các vong linh vô chủ sẽ đòi được thờ cúng, trung phụng và lấn áp chân linh gia tiên của dòng tộc. Hậu quả là âm dương loạn lạc, tai ương sẽ kéo đến với gia đình, dẫn dụ ma quỷ vào nhà. Thứ hai là xét theo cái khía cạnh khoa học và sức khỏe. Thì ngoài cái lý do tâm linh như trên ấy, thì còn một nguyên nhân khác nữa mà không nên thắp hương vào buổi tối. Đó là nguyên nhân về sức khỏe và an toàn cháy nổ. Các bạn thử hình dung là sau khi thắp hương vào ban đêm ấy, mọi thành viên đều đang ngủ say. Nếu chẳng may tàn hương đang cháy dở mà rơi xuống bàn thờ hoặc là đồ thờ cúng xung quanh sẽ bị bén lửa mà gây nên hỏa hoạn. Hơn nữa vào ban đêm thì mọi người đã ngủ say, rất khó phát hiện ra lửa cháy để mà kịp thời mà dập tắt. Như vậy vừa để đảm bảo an toàn về cháy nổ, vừa tốt về mặt tâm linh thì khuyên các gia chủ không nên thắp hương vào buổi tối. Vậy thì các gia chủ thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày là tốt nhất? Với cái ý nghĩa tâm linh đặc biệt này thì cái thời điểm thắp hương tốt nhất mà gia chủ nên ghi nhớ đó là vào mỗi buổi sáng sớm. Bởi vì cái mùi thơm của nén hương khi mà được thắp lên sẽ tạo ra bầu không khí ấm cúng, bình yên và vô cùng thư giãn thoải mái. Hơn thế nữa, cái việc khởi động ngày mới bằng việc thắp một nén hương ấy, cho ông bà tổ tiên cũng là cách để giúp bạn có năng lượng dồi dào hơn, tràn đầy sức sống hơn và ngày này sẽ trở nên tươi mới hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều gia chủ thắc mắc liệu có thắp hương thường xuyên hàng ngày hay không. Theo các chuyên gia về tâm linh thờ cúng hiện nay ấy, thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên nếu gia chủ bận bịu ấy và không thể duy trì cái thói quen hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, mùng 1, ngày lễ Tết với một chút hoa quả, lễ vật dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái lòng thành kính của mình. Ngược lại, nếu mà có điều kiện, có thời gian thì các gia chủ nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi việc thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian trong gia đình trở nên ấm cúng hơn, lòng người sẽ được nhẹ nhàng và an yên hơn. Gia chủ nên lưu ý là chỉ thắp một nén hương, bởi theo quan điểm về thờ cúng trong dân gian ấy, thì số nén hương được thắp là một trong những cái yếu tố mang nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là bày tỏ cái lòng thành kính, cái sự biết ơn đến với ông bà tổ tiên, đến các vị thần linh, đến các vị thần Phật. Đồng thời khi thắp hương, các bạn cũng cần thắp bằng hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính, cái thái độ vô lễ với các bậc bề trên và các vị thần Phật cao quý. Cùng với đó, mỗi khi thắp hương gia tiên thì cần đặc biệt lưu ý về hai nguyên tắc sau đây để giữ cho bản thân và gia đình được bình an và may mắn. Thứ nhất, mỗi lần thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, các bạn cần dâng bằng cả tấm lòng thành kính của mình. Đồng thời cũng cần có cái sự chánh niệm với cái việc làm của bản thân. Cắm nén hương bằng cả hai tay, cắm ngay thẳng thể hiện cái tấm lòng ngay thẳng. Dù có phong ba bão táp thì cũng không đổi rời. Nén hương trầm tỏa cái mùi thơm ngào ngạt, tượng trưng cho cái sợi dây máu thịt kết nối giữa vong linh với những người đã khuất cũng như là với những người đang sống trên trần gian. Thứ hai, nếu thắp hương ở các địa điểm như đình, đền, miếu phủ, ở đường xá thì cần phải có bài văn khấn để mời đúng vong linh của cái người mình cầu về hiến hưởng và chứng giám. Bởi nếu thắp hương tại các nơi công cộng ấy thì sẽ có rất nhiều vong linh kéo đến, và khi không có bài văn khấn tức là cái lễ vật đó là vô chủ, vong linh nào cũng có thể hưởng được. Bên cạnh việc dâng hương bằng lời cầu khẩn thành kính thì người cúng cũng cần phải có sự chánh niệm. Thứ ba là những điều mà gia chủ cần tuyệt đối kiêng kỵ khi mà thắp hương. Thì ban đầu khi châm hương, nếu lửa cháy to ấy, thì không được dùng miệng để thổi tắt, mà phải cầm hương vẩy nhẹ để cho lửa nó tắt. Nên thắp hương cái số lẻ như là 1, 3, 5, 7, 9. Tránh thắp hương số chẵn. Khi thắp hương thì nhất thiết phải có lời cầu khấn. Không cần các bạn phải thuộc bài văn khấn dài dòng. Nếu thắp hương tại bàn thờ gia tiên trong nhà thì cần khấn ngày, tháng, năm và lý do lên hương, rồi mời gia tiên về thụ lộc. Nếu thắp hương tại đình, đền, miếu, phủ, chùa chiền thì cần phải có bài văn cúng đúng các chư vị bề trên hoặc là vong linh của những người mà mình cầu khẩn. Khi khấn thì phải cầm hương bằng hai tay, cắm hương lên bát hương, cố gắng cắm que hương thẳng, tránh que hương bị siêu vẹo hoặc bị đổ. Nếu hương trong bát đang cháy mà tắt giữa chừng thì cũng không nên rút que hương ra và đốt lại. Quý vị nên để nguyên cái vị trí que hương đó rồi đốt lửa tiếp. Mỗi khi thắp hương thì cũng cần phải có tấm lòng thành kính và chuyên chú với công đức của tổ tiên và các vị bề trên, không nên làm cho có hoặc làm quá lệ. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái việc thắp hương giờ nở cho đúng và thắp mấy nén hương lên ban thờ tổ tiên. Chúng ta có nên thắp hương hàng ngày hay không, đúng không ạ? Đối với mỗi gia đình người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng thì cái phòng thờ chính là cái nơi trang trọng nhất. Đó là nơi thờ cúng, là không gian gia đình với thần linh và tưởng nhớ về công lao, ân đức của ông bà, của tổ tiên cùng những người đã khuất. Chính vì vậy, cái việc thờ cúng và bài trí ban thờ là cái điều vô cùng quan trọng. Sau đây tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn về một số cái điều kiêng kỵ cần ghi nhớ. Thứ nhất là không sử dụng các loại trái cây có gai nhọn để thắp hương. Bật mí với các bạn rằng sầu riêng và mít là những loại trái cây có gai nhọn. Nó thuộc danh sách không nên đặt trên ban thờ, bởi chúng hoàn toàn không phù hợp với cái việc thờ cúng. Theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì gai nhọn biểu hiện cái sự sát khí, cái sự sát thương. Chúng sẽ làm tiêu tan và làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái vận khí tốt lành của gia chủ. Chính vì vậy, mọi người cần phải lưu ý bỏ những loại trái cây này trong mâm cúng của gia đình. Các bạn thích thì có thể mua về ăn, nhưng mà tuyệt đối không nên thắp hương. Thứ hai là khi bốc bát hương ấy, thì các bạn không nên dùng cát để bốc bát hương, không nên cho cát vào bát hương. Trên bàn thờ thì bát hương của nhiều gia đình đang dùng cát để trong cái bát hương để thờ cúng. Cát là nguyên liệu dễ kiếm và thân thiện với cuộc sống, hơn nữa là giá thành lại rẻ. Đặc biệt, tính chất của cát còn giúp chúng ta dễ dàng là cắm được cái chân hương, nhờ đó mà nó thuận tiện trong cái việc thờ cúng. Tuy nhiên, cát là một vật liệu mà không tốt trong phong thủy. Các chuyên gia phong thủy cho rằng cát trong bát hương sẽ khiến cho gia đình không hòa hợp, đặc biệt là nó còn khiến cho công việc bị đảo lộn và gia đình gặp nhiều cái điểm xui xẻo trong việc làm ăn. Khi bốc bát hương thì gia đình nên chú ý lựa chọn bốc bát hương bằng tro sạch, bằng tro nếp. Loại tro này cần được đốt từ tro nếp, từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch sẽ, bóng bẩy. Sau đó chúng ta sàng lọc nhiều lần, loại bỏ những cái tạp chất. Chỉ khi đó thì mới phù hợp cho cái việc thờ cúng của gia đình. Thứ ba là cấm kỵ đặt bàn thờ ở cạnh nhà tắm, nhà vệ sinh cũng như là nhà bếp. Các bạn hãy nhớ rằng tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở cạnh nhà tắm, bởi theo quan niệm ngày xưa ấy, thì tắm rửa là việc trút bỏ đi những cái ô uế, những cái bụi bẩn trên người. Vì vậy, nếu mà đặt bàn thờ ở những nơi này sẽ làm mất đi cái không khí tôn nghiêm. Bên cạnh đó thì quý vị cũng tránh đặt bàn thờ đối diện hoặc quay lưng với nhà bếp, vì gia đình sẽ dễ gặp những chuyện bất hòa. Nếu phía trên bàn thờ có xà ngang ấy, thì cũng sẽ khiến cho chủ nhân bị đau đầu, bị nhiều áp lực trong cuộc sống, khiến cho cuộc sống sẽ vất vả hơn nhiều. Thứ tư là không nên thắp nhang bằng hoa quả giả. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt, gia chủ nên chọn những loại hoa quả mang cái ý nghĩa tốt lành, đủ màu sắc tượng trưng để thắp hương vào ngày rằm hay ngày mùng 1. Cái việc trưng bày hoa quả giả trên bàn thờ trong những ngày này vừa không tôn trọng thần linh gia tiên, lại vừa không có lợi cho phong thủy. Quý vị thân mến, vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái thời điểm đại kỵ thắp hương, kẻo tán gia bại sản, rước họa vào thân. Cùng với đó là những nguyên tắc quan trọng cần phải ghi nhớ khi thắp hương để giữ cho gia đạo luôn được bình an và hạnh phúc, phát tài phát lộc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.